nói chứ đi, nói chứ đi, đấy đi. Hả? Còn nói chứ thì nói đi. Còn ngon không, cảm giác thế nào? Ngon à, các thứ này. À, thì thôi, rồi mến. Ờ, cảm giác bạn đến bế tay nữa, có bạn bạn lớn hơn. À. Cảm giác bạn bế tay. Sáng. Con ăn thấy thế nào? À. Sau khi bị đổ như thế này thì nên xử lý ra. Cho cháu húp à? Nói đi. Rồi ra con đổ đi. Ê, con đổ cái mũ đi. Chị nói đi. Nói chị nói đi. Trời à. Đây 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 cho bố.